Liên quan đến vụ án điều tra cục trưởng cục lãnh sự và các cán bộ khác về tội nhận hối lộ có liên quan đến hoạt động đưa công dân về nước, ngày hôm nay tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã khẳng định chủ trương nhất quán của Bộ Ngoại giao về vụ việc này. Bà Lê Thị Thu Hằng cho biết, Bộ Ngoại giao đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để làm rõ trách nhiệm và đã đình chỉ các cá nhân liên quan để phục vụ điều tra. Bộ Ngoại giao cũng chỉ đạo các đơn vị trong nước và cơ quan ở nước ngoài khẩn trương rà soát, thực hiện thanh tra, giám sát, kiên quyết đấu tranh với các hành vi tiêu cực. Chủ trương nhất quán của Bộ Ngoại giao đối với vụ việc này là sai phạm đến đâu, xử lý đến đó, theo đúng quy định của pháp luật. Không bao che, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai. Bà Hằng cũng nhấn mạnh, trong bối cảnh trong nước phải tập trung phòng chống đại dịch chưa từng có và năng lực y tế có hạn, vụ việc sai phạm của một số cá nhân không thể phủ nhận được những nỗ lực và kết quả của các chuyến bay giải cứu công dân đã được nhân dân trong nước, kiều bào ta ở nước ngoài và cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Liên quan đến công tác chuẩn bị bảo hộ công dân Việt Nam trong bối cảnh căng thẳng ở Ukraine, bà Hằng cho biết Việt Nam luôn theo dõi sát diễn biến tình hình tại nước này. Cho đến nay, tình hình cuộc sống người Việt tại Ukraine không có xáo động lớn. Đại sứ Việt Nam tại Ukraine đã đến thăm một số nơi có cộng đồng người Việt Nam sinh sống. Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine theo dõi sát tình hình, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại, giữ liên hệ với các cái đầu mối, cộng đồng, hội đoàn người Việt và thông báo cái đường dây nóng bảo hộ công dân để kịp thời hỗ trợ bà con trong trường hợp cần thiết. Ngoài ra, tại cuộc họp báo, đại diện Bộ Ngoại giao cũng trả lời nhiều câu hỏi về việc mở cửa lại đường bay thương mại quốc tế từ 15 tháng 2 và mở cửa du lịch Việt Nam từ 15 tháng 3. Về cơ bản, các thủ tục, đối tượng cấp thị thực được thực hiện theo các quy định hiện hành của Việt Nam. Trong thời gian tới, Bộ Ngoại giao sẽ phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để hoàn thiện các phương án mở cửa trở lại hoạt động du lịch và xây dựng chính sách về thị thực với khách du lịch nhập cảnh vào Việt Nam. Công an tỉnh Tuyên Quang đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Lương Văn Phẩm, 31 tuổi ở huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo công an, từ giữa năm 2020, Phẩm làm nhân viên một showroom ô tô Hyundai tại huyện Hoài Đức, Hà Nội. Tới tháng 7 năm 2021, Phẩm vi phạm kỷ luật và bị cho thôi việc. Tuy nhiên, khi có khách gọi điện, bị can vẫn tự nhận là nhân viên của công ty và có thể lấy ô tô với giá ưu đãi. Sau khi khách chuyển tiền đặt cọc, Phẩm chiếm đoạt tiền nhằm sử dụng vào mục đích cá nhân. Công an xác định bằng thủ đoạn này, bị can đã chiếm đoạt 580 triệu đồng của những người có nhu cầu mua xe. Công an tỉnh Yên Bái vừa ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Nông Ích Chấn, sinh năm 1972, nguyên phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Ông Chấn bị bắt về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Trước đó, công an tỉnh Yên Bái đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các ông Trần Đăng Khôi, chủ tịch Hội nông dân huyện Văn Chấn, Trần Đăng Khánh, giám đốc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Văn Chấn, Trần Quốc Dương, công chức địa chính, xã Phù Nham, thị xã Nghĩa Lộ, về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, từ năm 2019 đến 2020. Quá trình điều tra xác định, trong quá trình khảo sát, mua bán, chuyển nhượng quyền sử dụng đất để công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn đầu tư thương mại Thiên Hà thực hiện dự án trang trại nuôi lợn công nghệ cao kết hợp trồng rừng sản xuất tại thôn Suối Quẻ, xã Phù Nham, huyện Văn Chấn, nay thuộc thị xã Nghĩa Lộ. Từ năm 2019 đến 2020, các bị can đã lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao làm trái công vụ với mục đích vụ lợi. Hiện vụ án đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Yên Bái tiếp tục điều tra theo quy định của pháp luật. Theo thông tin, Cục Quản lý Thị trường Long An, đơn vị vừa kiểm tra trên tuyến đường KT3 thuộc địa bàn xã Hưng Thạnh, huyện Tân Hưng, phát hiện ô tô tải vận chuyển trên 2 tấn đường cát nghi nhập lậu. Cụ thể là xe ô tô tải biển kiểm soát 66C02929 do đối tượng tên là Trần Hoàng Tài ở khu phố 3 thị trấn Vĩnh Hưng điều khiển. Tiến hành kiểm tra, lực lượng quản lý thị trường phát hiện trên xe vận chuyển 49 bao đường cát do nước ngoài sản xuất, loại 50kg một bao, tương đương với 2450kg. Làm việc với lực lượng chức năng, đối tượng Trần Hoàng Tài khai nhận 2450kg đường cát nói trên được Tài mua về và vận chuyển về bến xe Tân Phước, Tân Hồng, Đồng Tháp để bán kiếm lời. Tại thời điểm kiểm tra, chủ lô hàng không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc toàn bộ số hàng hóa nói trên. Hiện lực lượng quản lý thị trường đã lập biên bản và tạm giữ tang vật cùng phương tiện vi phạm để xác minh xử lý theo quy định của pháp luật. Kính thưa quý vị, hàng năm cứ vào mùa cao điểm thu hoạch hồ tiêu tại các tỉnh Tây Nguyên nói chung và tỉnh Đắk Nông nói riêng lại xảy ra rất nhiều vụ tai nạn trong quá trình thu hái. Theo ghi nhận tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông,
Thời gian qua, đơn vị thường xuyên tiếp nhận nhiều bệnh nhân gặp tai nạn lao động do bị ngã khi trèo hái hồ tiêu hoặc là bị trụ tiêu đè vào người. Điều đáng nói là hầu hết những trường hợp té ngã khi hái tiêu đều không có đồ bảo hộ và để lại thương tích nặng nề. Cứ đến tháng 2 hàng năm, lao động tại các tỉnh Tây Nguyên lại tất bật với nghề hái hồ tiêu thuê. Những trụ hồ tiêu phủ kín, cao chót vót đã trở thành nơi mưu sinh của người lao động không có đất sản xuất. Chị Hoàng Thị Hiền tại phường Nghĩa Trung, thành phố Gia Nghĩa, theo nghề hái khoán hồ tiêu nhiều năm nay. Công việc không vất vả bằng hái cà phê mà lại có thu nhập từ 200.000 đến 250.000 đồng một ngày. Tuy nhiên cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Vì vậy, chị luôn tự nhắc nhở mình và những người cùng làm mỗi khi bắt đầu công việc, đặc biệt là trong lúc trèo thang. Chị cũng biết là hái tiêu lên là lên cao á. Nó cũng ai cũng sợ nên là trước khi trèo là chị cẩn thận. Mình đi làm á, trèo thang cao thì nói chung là chị cũng trèo, nói chung là cũng mấy chị em nhưng mà trèo lên cũng phải cứ từ từ cẩn thận. Các chị cũng sợ rủi ro á. Chị cũng sợ lắm, nhưng mà làm cũng cẩn thận lắm. Nhập viện điều trị từ ngày 8 tháng 2, ông Mai Văn Tiến ở xã Đắc Nia, thành phố Gia Nghĩa bị tai nạn trong lúc di rời trụ tiêu. Vụ tai nạn đã khiến ông gãy đốt sống lưng. Tuy được phát hiện kịp thời, không ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng ông Tiến phải phẫu thuật, nằm điều trị dài ngày, tốn kém chi phí. Mình khi bị nhổ trụ tiêu thì nói chung là không may rồi xảy ra tai nạn thì nói chung là hắn chắc quá mà mình không nâng lên được, thì bắt đầu là cố lên thì bắt đầu nó gãy một cái khập một cái giữa đốt xương sống á. Đây, rồi con gái anh điện vào, anh đánh ô tô anh điện vào rồi trở ra rồi bắt đầu là ra đây rồi bệnh viện vô bệnh phòng cấp cứu rồi nằm rồi bác sĩ đưa xuống đây. Đến đây nói chung bệnh tình trời, nói chung là trời cũng đỏ rồi. Theo thống kê của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông, từ đầu năm tới nay bệnh viện tiếp nhận khoảng 50 bệnh nhân gặp tai nạn thương tích, trong đó có những ca chấn thương khi thu hoạch hồ tiêu. Phần lớn bệnh nhân nhập viện do bị gãy tay, gãy chân, nhưng có những trường hợp nặng bị chấn thương sọ não, tổn thương cột sống, phải chuyển tuyến để được phẫu thuật điều trị. Nguyên nhân là do trụ tiêu cao, khi hái nhiều người bị hụt chân rơi xuống đất. Hầu hết người dân đều không có trang bị đồ bảo hộ trong quá trình leo lên cao thu hoạch tiêu. Bên cạnh đó, phần lớn người dân chưa biết cách sơ cấp cứu bệnh nhân trước khi đưa vào bệnh viện, từ đó dẫn tới trường hợp tình trạng bệnh nặng hơn. Trong người dân là nên cẩn thận và an toàn lao động, tránh các trường hợp đáng tiếc xảy ra, và những trường hợp như là chấn thương vào đầu, vùng đầu hoặc vùng lưng thì nên chú ý không khiêng vác bệnh nhân đi đến trạm sơ cứu, và để cần cố định lại các trường hợp cột sống thì ta nên cố định lại rồi lúc đó mới vận chuyển cho bệnh nhân để được an toàn hơn. Còn khi các trường hợp gãy tay gãy chân thì nên sơ cứu bằng các dụng cụ nẹp gỗ hoặc là các cái thanh que gì đó để vận chuyển bệnh nhân đến bệnh viện sớm nhất. Đắk Nông đang bước vào thời kỳ cao điểm thu hoạch hồ tiêu niên vụ 2021-2022 với diện tích hơn 33.000 ha. Hiện nay nhiều người dân đã chuyển sang trồng hồ tiêu bằng trụ cây sống có độ cao từ 5 đến 7 mét. Điều này cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro trong quá trình thu hái sản phẩm hồ tiêu. Mùa thu hoạch hồ tiêu đã trở thành mùa vất vả, hiểm nguy nhất trong năm, bởi đây là thời điểm gia tăng tai nạn lao động do bất cẩn. Vì vậy, việc tuyên truyền, cảnh báo người dân cũng cần được ngành chức năng và chính quyền địa phương quan tâm.